Rồi, Đại Phúc Vinh CNC xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị và các bạn đang xem video clip của Đại Phúc Vinh CNC Hà Nội. Thì hôm nay rất là đặc biệt tại vì giới thiệu được với các anh các chị một chiếc máy cưa nhiều lưỡi mà phiên bản dành riêng để cắt ván anh chị nhé. Thì trước đây tôi đã có làm nhiều video clip giới thiệu về các cái máy cưa nhiều lưỡi, nhưng mà thường là chủ yếu dùng để cắt gỗ với cái bản khá là hẹp, thường tối đa chỉ khoảng độ 600. Nhưng mà với cái máy mà anh chị đang xem trên màn hình thì máy có thể cắt lên đến khổ 1m3. Đấy, đây là cái máy mà có thể cắt ván MDF, chuyên sử dụng để cắt ván MDF. Nó phù hợp với các anh các chị mà đang sử dụng máy cắt chia ra để làm pallet hoặc các cái sản phẩm tương tự. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về chiếc máy này. Đầu tiên, ngay phía trên là chúng ta sẽ thấy là mã hiệu của máy là WM1300MR. Thì giới thiệu với chị, các anh các chị, đây là máy của thương hiệu Woodmaster, đang được cung cấp độc quyền bởi Đại Phúc Vinh CNC. Thì trên màn hình của anh các chị là phiên bản 1300MR. Nó có hai biến thể là 1300MR và 1300MRH. Thì cái sự khác nhau ở đây nó nằm ở cái motor. Phiên bản mà anh chị đang thấy ở trên màn hình là phiên bản có cái motor 30 ngựa. Với phiên bản MRH thì nó sẽ là 50 ngựa. Đấy, thì do cái nhu cầu của khách hàng chỉ cắt những cái tấm rất là mỏng 9mm, thậm chí là dày hơn một chút, thì với cái lực cắt như vậy không nhất thiết phải cần một cái motor quá to, cho nên khách hàng đã đặt cái mã hiệu là 1300MR. Với những cái khách hàng khác mà cắt những cái hàng dày hơn hoặc là các cái loại ván chẳng hạn như ván ép hoặc là ván ghép thanh, thì khuyên anh chị chúng ta lên chọn cái bản MRH với cái motor lên đến 50 ngựa. Như vậy sẽ đảm bảo cái lực cắt của chúng ta tốt hơn. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ sơ lược qua máy, sau đó là chúng ta sẽ tìm hiểu hơn kỹ hơn ở phía trong. Đầu tiên chúng ta có một cái bảng điều khiển. Ở đây chúng ta có một cái chiếc áp để điều khiển tốc độ đưa phôi. Đấy, chúng ta có hai cái nút khởi. Một cái là nút bật lưỡi, trục lưỡi cưa. Một cái là cái trục cấp phôi tự động hoặc là bán tự động. Và một nút cuối là đảo ngược cái chiều quay của cấp phôi. Để trong trường hợp lỗi gì chúng ta có thể đẩy ngược phôi trở lại. Chúng ta tắt cấp phôi và chúng ta tắt trục cưa. Đèn báo hiệu và nút dừng khẩn cấp. Nói chung là cái hệ điều khiển có không có gì là quá đặc biệt. Đây, ở phía bên của máy thì chúng ta có hệ buli để kết hợp với cả dây cura kết nối giữa motor và trục quay của lưỡi cưa. Nói chung là bên này thì không có gì. Trên nóc là chúng ta thấy hai cái đầu ra của máy hút hút bụi. Bên cạnh bên thì bên cạnh bên chúng ta cũng có hai cái đầu ra của hút bụi, đường kính khá lớn 150. Và đằng sau máy chúng ta còn thêm một cái nút dừng khẩn cấp. Đây là nút dừng khẩn cấp. Rồi, như vậy ta sẽ có hai cái nút dừng khẩn cấp trên cái máy này. Đấy, và phía bên để bộ phận điều khiển để thay dao, thay lưỡi cưa. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái điều khiển cơ để cái điều chỉnh cái chiều dày của phôi. Và chúng ta nâng hạ trục lưỡi cưa ở đây khi mà chúng ta muốn thay lưỡi. Đấy, đằng trước thì chúng ta có hai cái hệ thống chống bắn ngược phôi. Ở đây chúng ta có thể lên xuống để điều chỉnh theo cái chiều dày của phôi cắt của chúng ta. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ mở cái lắp của cưa lên để anh chị xem là phía trong nó được bố trí như thế nào. Rồi. Đấy, nhắc lại với anh chị là đây là cái phiên bản mà có thể cắt được ván 1m2 x 2m4. Đấy, thiết kế bàn rộng 1m3. Rồi. Thiết kế bàn rộng 1m3. Rồi, ngay khi mở ra thì anh chị thấy là chúng ta có 7 cái lu tì phôi và cuốn phôi. Đây, 1, 2, 3, thêm 4 cái ở phía sau. Và ở giữa là chúng ta có một cái trục giữ phôi ở đây, cũng có thể xoay được. Đấy, và ngay bên dưới là một cái bàn phíp. Thì tại đây là lưỡi cưa sẽ cắt qua cái bàn này và cắt trực tiếp vào phôi.
Đấy, máy đã được khách hàng đặt sẵn một số các cái lưỡi cưa, cho nên là chúng tôi đã lắp sẵn ở đây. Và giữa các cái vị trí của lưỡi cưa thì chúng ta sẽ có các cái ngăn cách spacer. Các cái ngăn cách đấy chính là những cái này. Đây. Đấy, thì chúng được tạo thành các cái chiều dày khác nhau. Đấy, chiều dày khác nhau để khi mà chúng ta lắp vào, chúng ta có thể điều chỉnh kích thước chiều dày mà chiều rộng của phôi mà chúng ta muốn cắt. Đấy, rất là đa dạng. Đấy. Và để thay được các cái lưỡi cưa thì chúng ta sẽ phải rút trục bằng cách là hạ cái trục này xuống, sau đó là rút cái trục ra để chúng ta thay lưỡi cưa. Rồi. Như vậy có thể thấy là với cái kết cấu thì cái máy này là một cái máy khá là đơn giản, chuyên được sử dụng để cắt các cái loại ván 1m2 x 2m4. Đấy, cho các cái mặt hàng khác nhau. Thì đây là chiếc máy mà chúng tôi nhập về cho một cái khách hàng ở Hải Phòng. Thì với hy vọng với cái video clip này thì anh chị có thêm một số các cái lựa chọn mới. Nếu mà nhu cầu của chúng ta cắt ván công nghiệp chẳng hạn, với cái nhu cầu cắt số lượng rất là lớn đấy, và cái lực cắt không quá cao, thì chúng ta có thể nghĩ đến cái dòng máy này. Đấy, lưu ý với anh chị một chút là với các cái dòng cưa nhiều lưỡi thì chúng ta phải tính toán cái lực cắt rất là hợp lý. Lấy ví dụ là tối thiểu chúng ta cần cho một lưỡi đâu đó khoảng độ 5 cho đến 7 ngựa tùy theo cái cường độ mà chúng ta yêu cầu khi cắt. Cho nên là nếu như mà anh chị mua cái máy mà cái lực cắt nó thấp quá, sau đó là chúng ta đưa vào cắt những cái phôi nó cứng quá thì sẽ không cắt được. Đấy là điều mà chúng ta cần phải nghiên cứu rất là kỹ trước khi chúng ta đặt máy. Chứ không phải là chúng ta cứ thấy máy cắt nhiều lưỡi là chúng ta đặt, mà chúng ta không biết là cái hàng của chúng ta cắt nó có phù hợp không anh chị nhé. Rồi, như vậy tôi vừa giới thiệu qua với các anh các chị chiếc máy Woodmaster mã hiệu WM1300MR. Thì hy vọng với cái video clip ngắn này anh chị đã có những cái thông tin cần thiết và quan trọng liên quan đến máy. Để có những thông tin chi tiết hơn cũng như là các cái cấu hình cụ thể của máy cũng như là giá thành của sản phẩm, mời anh chị liên hệ trực tiếp với cả hotline đang hiện trên màn hình. Đấy, hoặc là liên hệ qua website của công ty là daiphucvinh.com.vn. Rất hân hạnh được phục vụ các anh các chị. Hẹn gặp lại các anh các chị trong các cái video clip sau. Xin chào và cảm ơn các anh các chị đã quan tâm theo dõi video clip đến thời điểm này. Xin cảm ơn.